Hello các bạn, mình là tôi đi cốt dạo. Thì mấy nay không ra vlog kỹ thuật nên hôm nay mình sẽ ra một vlog kỹ thuật khá là hay về cách để mà optimize một trang web cho nó chạy nhanh hơn với tốc độ bàn thờ ha. Mình sẽ dạy các bạn cách để optimize từ back end tới front end để làm sao cho trang web nó chạy nhanh kể cả trong điều kiện là mạng chậm hay mạng yếu rồi vân vân luôn ha. Trước khi bắt đầu tụi mình sẽ cùng xem cái demo trước rồi mình bắt đầu hướng dẫn các bạn nha. Rồi thì hôm nay mình sẽ dùng một cái blog nhỏ nhỏ của mình làm để demo để cho các bạn thấy cách làm sao để mình optimize một trang web. Thì mình cùng bấm start ha. Và ở đây á thì mình dùng incognito để mà mình cho nó tiện hơn. Không có cache gì hết đó. Thì đó các bạn thấy đó là nó load cũng khá nhanh, bấm vào là nó load liền luôn nè. Đây là những cái trang có hình đó, còn có một số trang nó nặng nặng hơn một chút á, ví dụ như là trang này chẳng hạn, về lộ trình học á thì nó có lộ trình nè và những cái interaction phức tạp như là temperature rồi này nọ nè, hoặc là mấy cái JavaScript này nọ vân vân này ha, thì nó vẫn load rất là nhanh, gọi là load gần như là ngay lập tức luôn. Hoặc là có một cái phần thuật ngữ mình làm nè, danh sách là vài trăm thuật ngữ chẳng hạn, nhưng mà khi mình load một phát là nó ra, hoặc là khi mình search một phát á là bấm là gần như nó ra ngay lập tức luôn đó. Thì đây là cái demo mà mình làm khá là nhanh để cho nó load gần như là ngay trực tiếp khi mình bấm luôn ha, chứ không có cần là đó. Các bạn thấy là đây là link học code AI, là một cái trang web để host chứ không phải là link mình chạy ở local ha, mà nó chạy tốc độ như local luôn. Thì làm sao mình làm được thì bọn mình sẽ cùng xem ở phần tiếp theo, mình sẽ dạy các bạn cách để mà optimize trang web như vậy ha. Ok, tắt cái này đã, hết một phút. Sau khi xong demo xong thì các bạn thấy đó, để làm một cái trang web load nhanh cũng không quá phức tạp, nó chỉ cần optimize nhiều chỗ là được. Kể cả trang web của bạn có nặng thế nào, có nhiều hình như thế nào, có JavaScript như thế nào, cho các bạn biết cách optimize. Thì hôm nay mình sẽ dạy các bạn cách để mà tối ưu hiệu năng một cái web nào đó để mà load với tốc độ bàn thờ ha. Nghe vậy thôi chứ cũng không quá phức tạp đâu, các bạn chỉ cần coi xong clip này tầm 10 phút là các bạn có thể bắt đầu làm được rồi. Thì đầu tiên á, cái quan trọng nhất là cái server để chứa web, thì các bạn phải tối ưu cái server trước. Server là nơi để các bạn chứa dữ liệu nè, lưu trữ thông tin của người dùng này, hay và nó render ra cái HTML. Thì cái quan trọng nhất đó là địa điểm, thì các ông bà ta có câu là nhất cự ly nhì cường độ đó, tức là tán gái thì phải càng gần càng tốt. Tại đây cũng vậy, server phải càng gần càng tốt. Kinh nghiệm đó là chọn server gần người dùng nhất. Vì đi theo tìm tốc độ ánh sáng này, là ví dụ như các bạn xa cách cái server tận gần vài nghìn cây số chẳng hạn thì nó sẽ mất thời gian hơn. Ví dụ mình gọi tới châu Âu hoặc là tới Mỹ thì tận gần 300 giây lận chỉ để là cái tín hiệu nó tới server thôi. Do vậy thì mình phải chọn server nó càng gần càng tốt. Thì các bạn có thể bấm vào cái link Azure Speed Test như thế này nè, thì nó sẽ hiển thị latency của những cái server này tới vị trí hiện tại của bạn. Thì kinh nghiệm là hãy chọn server vị trí mà gần người dùng nhất. Ví dụ như là đối tượng của bạn ở Việt Nam thì các bạn chọn server ở Việt Nam, hoặc là nếu không thì chọn ở Sing cũng được, cũng không xa mấy và nhiều server hơn, đường truyền cũng ổn hơn. Hoặc là người dùng của bạn mà ở toàn cầu thì các bạn sẽ phải có cách để mà bố trí những cái server đó. Rồi đây là cái quan trọng nhất. Các bạn có optimize như thế này nhưng mà server ở xa thì có thể nó sẽ cũng sẽ không có nhanh được. Một cái tiếp theo nữa là các bạn dùng những cái reverse proxy như là Cloudflare chẳng hạn, thì nó sẽ chọn một cái server gần người dùng nhất, nhưng mà server đó nó vẫn sẽ phải gọi tới server gốc của bạn. Do vậy thì cái server gốc của bạn còn phải ở gần thì nó mới hiệu quả được. Cái tiếp theo đó là cái công nghệ để rendering cũng phải khá là quan trọng, tức là cách để mà hiển thị cái trang web. Thì hiện tại có ba cái cách phổ biến nhất trước giờ vẫn dùng, đó là server side rendering, cách thứ hai là client side rendering, và cách thứ ba đó là server side generation. Thì ba cái này là gì thì nếu các bạn đã làm web các bạn sẽ biết rồi, không thì mình sẽ nhắc lại sơ cho các bạn, cũng không có gì phức tạp đâu. Thì cách đầu tiên là server side rendering, là cách mà ngày xưa người ta hay dùng, đó là khi mà các bạn vào một cái trang web thì server nó sẽ tự gọi đi, sau đó nó lấy dữ liệu nè, nó gửi một cục HTML về. Có cái cục này rồi á thì cái trình duyệt nó sẽ hiển thị nội dung và có thể nó sẽ có JavaScript để nó tương tác thêm. Ở tầm gần đây á, ví dụ như là mấy thằng client side rendering đó là cái thời khi mà React đồ Angular ra đời á, thì khi các bạn vào một cái trang nó chỉ gửi một cái cục HTML nhỏ nhỏ thôi, JavaScript nhỏ nhỏ, khi mà nó tải cái JavaScript này rồi á, nó chạy xong á, nó bắt đầu nó gọi thêm một cái lần nữa lên server để lấy dữ liệu từ API và nó hiển thị ra. Rồi một cái vài năm gần đây nó ra chọn cho những cái trang như là blog, trang documentation, đó là tạo trang tĩnh, tức là ví dụ thay vì các bạn lấy dữ liệu lúc mà người dùng vào thì lúc mà build các bạn sẽ lấy dữ liệu hết, các bạn tạo ra tầm vài chục cái file HTML tĩnh, người dùng vào thì mình sẽ lấy cái file HTML tĩnh để render mình đưa ra thôi, dùng cho những cái trang như blog hoặc là mấy cái web documentation rồi này thì người ta dùng cái này. Thì mình sẽ demo cho các bạn coi. Thì ngày xưa á, SSR tức là server rendering rất là phổ biến, ví dụ như là những cái là WordPress nè, PHP nè, ASP.NET nè, thì nó sẽ render nguyên ra một cục. Rồi cách đây vài năm khi mà React, Angular này nọ lên ngôi á, thì người ta dùng single page, tức là người ta sẽ render ra ở client side, navigation và mấy cái trang khác thì nó nhanh hơn. Nhưng mà gần đây á thì cái xu hướng nó lại dần dần ngược lại, nó sẽ chuyển từ client side sang là server side rendering, vẫn render ở server hoặc là ở client thêm một chút, với những cái framework như là Next.js và chẳng hạn. Tại vì cái thằng client side thì cái bundle size nó sẽ quá bự và nó sẽ bị chậm, tức là khi nó phải tải về tầm vài megabyte JavaScript lận để nó chạy, đôi khi là nó sẽ không có sale tốt, tại vì Google nó phải tải cái cục đó về nó chạy lần lượt để nó lấy ra cục HTML cuối cùng, nên người ta bắt đầu chuyển ngược lại sang server rendering. Thì mình có một số demo các bạn luôn, đây là ba thằng là blog cũ của mình nè, dùng WordPress, cái thằng Sendo dùng client side và thằng blog của Corey nãy mà dùng static side. Thì mình bấm thử cho các bạn coi từng thằng một ha. Đầu tiên đây là cái blog của mình nè, thì các bạn thấy nè là blog này á, thì khi mà mình bấm vào á, thì nó sẽ gửi cho mình một cục HTML rất là bự, nó sẽ có toàn bộ thông tin bài viết, đây là bộ HTML.
Serverside, tức là thằng WordPress này nó gửi nguyên cổ HTML về cho mình. Rồi thằng này á, thì các bạn refresh lại này, các bạn sẽ thấy là mình để chậm cho các bạn coi. Tức là khi mà mới vào một trang á, thì nó chỉ trả về một cái cục trống vậy thôi, không có thông tin gì hết á. Sau rồi nó sẽ tải nguyên một cái file framework về, và sau đó á, thì nó sẽ lần lượt nó gọi những cái API này để nó lấy thông tin product rồi nó hiển thị ra vân vân. Thì thằng này client side rendering. Thằng blog này mới mà mình làm á, nó trả về một cái cục HTML như thế này, nhưng cục HTML này không phải là server nó render lấy database, mà nó đã render sẵn một cục này rồi. Ai vào nó cũng gửi cục này hết để nó trả về. Thì nó sẽ nhanh hơn, thì nó không phải gọi database nữa mà nó chỉ gửi cục thôi. Các bạn tưởng tượng giống như cái thằng server side rendering, giống như là các bạn đang thịt nướng vậy, khi các bạn gọi bếp nó sẽ nướng rồi nó mang thịt ra cho các bạn. Còn cái thằng client side này á, tức là khi các bạn tới thịt nướng á, thì bếp nó chỉ gửi cho các bạn cái bếp và một cái đống thịt sống mà các bạn phải tự nướng nó mới có thịt nướng ăn. Còn những cái thằng SSG này á, giống như là bếp đã nướng sẵn luôn rồi, ủ luôn rồi, các bạn tới chỉ việc đưa thịt đã nướng là xong, hay khỏi phải nướng lại từ đầu. Nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ đỡ tốn thời gian hơn. Đó là ba cái, thì tùy vào yêu cầu các bạn. Thì thường thường á, những cái ứng dụng content nhiều á, người ta sử dụng server side rendering. Ứng dụng mà cần interaction nhiều á, thì người ta phải sử dụng client side rendering. Nhưng mà công nghệ mới hiện tại á, mình vẫn có thể dùng server side rendering để hiển thị ra và mình thăng cái interaction vào sau. Cái đó mình sẽ demo sau. Ví dụ như là cái trang này của mình nè, trang này nó cần tận 2-3 JavaScript để mà hiển thị cái tokenizer này, nhưng mà các bạn thấy là mình load vào rất là nhanh tại vì server side nó đã render hết nguyên cục này rồi, và những cái tương tác này á, nó sẽ render sau, thì người ta gọi là rehydration. Thì cái này là nâng cao một chút thôi cho các bạn nào muốn làm về front end. Rồi mình tiếp tục một cái thứ hai để các bạn có thể tăng tốc độ của web, đó là tăng tốc độ truy xuất dữ liệu. Khi mà các bạn vào một trang này, người ta lấy dữ liệu thứ như là thông tin đăng nhập nè, rồi là hiển thị hàng hóa nè. Cái này nó rất là dài, có thể các bạn sẽ phải học nguyên cái cuốn như thế này. Cuốn này tầm vài trăm trang á, để mà hiển thị cách thiết kế hệ thống. Nhưng mà có những cái cách đơn giản mà người ta hay dùng nhất để mà tăng tốc độ dữ liệu, đó là cache và optimize query. Query là cái việc tốn thời gian nhiều nhất. Ví dụ như là khi mà các bạn vào giỏ hàng, các bạn muốn xem những cái món hàng mà người ta mua nhiều nhất chẳng hạn, hoặc filter theo category chẳng hạn, người ta sẽ phải đánh index là coi những cái thằng query nào chậm, người ta đánh index vào để người ta optimize nó. Hoặc là người ta lưu vào cache, ví dụ như là những cái sản phẩm nào mà không thể ít thay đổi á, thì người ta lưu thông tin nó vào. Còn những cái mà số lượng hay thay đổi thì phải vẫn lưu vào database. Với những cái web mà không quá phức tạp hoặc không thay đổi nhiều, các bạn có thể lưu luôn cái cục HTML ở cái tầng web server như Nginx chẳng hạn, thì nó sẽ không cần phải gọi database hết á, nó sẽ từ web server nó để đưa ra cái cục ở HTML luôn. Thì thật ra cái này nói chung có thể nó nguyên một buổi rất là dài luôn nha, các bạn có thể hiểu là có dùng cache hoặc là optimize query. Mình có một cái blog về cache ở trước á, thì đây là cách cơ bản để mà tối ưu phía server. Phía client còn có rất là nhiều cái hay ho nữa, nghĩa là cái server nhanh như thế nào, nhưng khi các bạn gửi cái cục HTML về cho người dùng mà nó render bị chậm thì người ta vẫn thấy nó chậm. Thì tiếp theo là các bạn phải tối ưu phía client nữa. Thì đầu các bạn phải tối ưu file loading, tức là gì? Các bạn phải giảm số lượng file và giảm cái lượng người ta cần tải về. Khi bạn vào trang web, các bạn thấy là nó sẽ tải rất là nhiều file CSS này, JavaScript. Thế các bạn phải bundle, tức là ví dụ nhiều file các bạn gom lại thành một file. Và các bạn mini file, tức là cái đống code rất là dài, sẽ chuyển thành những cái code rất là nhỏ thôi. Các bạn có thể inline luôn những cái CSS trong header để các bạn khỏi phải gọi thêm một cái request nữa. Các bạn có thể họ CSS để các bạn hiển thị luôn. Và các bạn có thể load các resource quan trọng và những cái script không cần thì các bạn có thể bỏ qua. Và tiếp theo là các bạn sẽ phải optimize nó bằng cách là thay vì các bạn load full thì các bạn phải dùng cache control để cho nó không phải load lại. Và các bạn dùng cái compression này như file nén vậy, thay vì là nó tải nguyên một cái file bự, người ta sẽ nén bớt và trên quá trình lúc về người ta sẽ giải nén ra. Thì những cái kỹ thuật này mình sẽ chỉ các bạn kỹ hơn với demo luôn, lại quay lại những cái web mà mình dùng nãy giờ ha. Thì đầu tiên nè, sender mình sẽ chỉ các bạn những cái họ làm được và những cái không được. Ví dụ như ở đây nha, những cái file framework này á, là họ đã mini file rồi, tức là khi đọc các bạn không thấy, tại vì á, là nó đã có nguyên một cái cục nó viết rõ rồi, rồi giảm cái dung lượng cái những cái file script cần phải tải về rồi. Hoặc là khi các bạn load một trang á, thì các bạn thấy là nó hiện màu đỏ như thế này nè. Tại vì sao vậy? Tại vì ở trong này á, trong base source á, là họ đã có sẵn một số CSS để mà họ tải về cho nhanh rồi. Nhưng mà những cái họ làm chưa được đó là khi các bạn load này, các bạn thấy là họ tải về gần 900 mấy kilobyte JavaScript, trong khi đó các bạn có thể làm nhanh hơn bằng cách là các bạn encoding. Giả sử như trang này của mình JavaScript cũng rất là nặng nè, nhưng khi mình refresh nè thì các bạn thấy nè, chỗ này á, thay vì tải 52 kilobyte thì mình chỉ tải 12,5 kilobyte thôi. Hoặc cho cái thư viện này nặng á, thay vì mình phải tải hết gần 1 megabyte thì mình chỉ tải 400 kilobyte thôi. Tại vì sao vậy? Mình bấm vô nè, mình thấy là nó đã có encoding là Broadly, tức là cái server nó sẽ encode cái này rồi, mà mình chỉ tải cái file để encode và sau đó là mình giải nén ra thôi, thì nó sẽ tiết kiệm dung lượng hơn, nhanh hơn chút. Thì đó là cái kỹ thuật tối ưu file loading, tức là giảm số lượng file và giảm cái lượng request tới server. Cách thứ hai đó là dùng CDN. CDN là gì? Có thể là Content Delivery Network, tức là nó là một cái mạng lưới, nó phân tán nhiều đàn cầu, không phải nội dung nào cũng phân tán được. Ví dụ như là các bạn có những cái file JavaScript này, file ảnh này, file CSS thì là nó ít thay đổi đúng không? Thay vì mỗi lần người dùng gọi tới server của bạn á, nó phải tải nguyên đống file đó về á, thì thằng Cloudflare này và những CDN khác á, nó sẽ lưu sẵn những cái file này vào những cái server gần người dùng nhất. Và khi người dùng về một cái trang web thì nó sẽ lấy những cái file đó nó hiển thị ra cho người dùng, chứ không cần phải tới server chính nữa, và nó nhanh hơn nhiều. Ví dụ như là giả sử các bạn thêm thịt nướng quận 1 đúng không? Thay vì các bạn gọi điện nó giao từ quận 1 á, thì các bạn có thể gọi điện, nó sẽ tìm cái quán gần nhất và nó giao thịt nướng tới gần nhà cho bạn. Thì thằng Cloudflare CDN này nó cũng tương tự vậy ha, thì nó sẽ nhanh hơn. Ví dụ ở đây này có những cái file như là file phong nè, hoặc là file CSS đồ JavaScript đồ vân, thì mình thấy là nó đang hit ở Cloudflare, tức là Cloudflare đã lưu cái cache đó vào cái server gần nhất của mình. Thì mình ở Singapore nó sẽ tìm ở server Singapore. Ví dụ các bạn ở Mỹ nè, ở châu Âu nè, nó sẽ cache ở Mỹ, ở châu Âu, thay vì nó tới tận server mình đã lấy những cái file này, nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Thì nhờ những cái hệ thống server này á, mà nó sẽ giảm latency cho người dùng.
Rồi, một cái thứ hai rất là quan trọng đó là optimize file ảnh, tại vì ảnh là cái thứ nặng nhất và load nhiều nhất trên một trang web luôn. Đầu tiên là các bạn nên resize lại, tức là các bạn có thể ảnh rất là bự đó nhưng các bạn không thể nào phóng cái ảnh bự đó, người ta tải rất là lâu. Các bạn nên resize lại cho nó nhỏ để cho người ta load nhanh hơn. Các bạn có thể dùng cái như là SAC set này để mà khi mà trên di động thì người ta sẽ load ảnh nhỏ, trên laptop thì load ảnh bự. Cái load in lazy load này tức là sao? Tức là nó sẽ không load cái ảnh ngay mà khi các bạn kéo xuống thì nó load dần dần, nó sẽ giảm được băng thông. Một cái nữa là các bạn có thể dùng những format như là WebP hay là EVIF này nọ để cho file nó nhỏ hơn nhưng chất lượng không đổi. Rồi thì ví dụ demo này, ví dụ đây là cái blog mình này, đây là có những cái file rất là bự, có những cái file tận 2 MB này, tận 1.5 MB file PNG này, và nếu mà mình load cái này lên thì người dùng về blog người ta sẽ phải load tầm gần 4-5 MB chỉ có ảnh không thôi. Thì mình dùng Azure, các bạn dùng những cái khác là khi mà mình build cái blog á, nó sẽ tự nó convert những cái file, ví dụ như là file này 2 MB, nó convert thành cái file chỉ có 32 KB thôi, và khi người dùng vào á thì mình sẽ load những cái file WebP như thế này, rất là nhỏ, chỉ tầm 10 KB, 15 KB ha, rất là tiện. Một cái nữa là ví dụ như là những cái ảnh mà người ta upload lên thì sao, hoặc một là các bạn có thể dùng cái thằng Next Image Component này, nó sẽ làm cái việc resize lại thông qua cái URL, hoặc là người ta dùng những thằng như là WSLV này, nó là gì, nó là một cái server, gọi là proxy server cho ảnh, nó sẽ đọc cái ảnh đó và nó resize cái ảnh, nó sẽ điều chỉnh cảnh, nó optimize lại để nó load hiển thị lên. Ví dụ đây là ảnh gốc của mình nè, tầm mấy trăm kilobyte lận và nó rất là to, nhưng mình muốn hiện thumbnail không thì sao, thì một là mình resize lại, hai là mình có thể đưa cái thằng URL đó vào cái đưa cho WSLV này và mình để width là 300, nó sẽ tự resize lại, hoặc là mình muốn width 500 này thì nó sẽ tự resize lại và nó tự cache luôn, phù hợp với các bạn nếu mà các bạn không control được cái việc ảnh từ đâu tới. Ngoài ra thì có một số thằng như là thằng Cloudinary hoặc là thằng Bunny CDN hoặc là thằng Cloudflare là nó sẽ hỗ trợ các bạn là các bạn lưu ảnh một lần thôi, nhưng khi các bạn gọi cái ảnh đó các bạn có thể chọn là width và hay để nó design lại luôn. Các công ty mà ảnh nhiều lớn họ tự họ build những cái thế này. Một cái nữa là cái phông ha, thì cái phông cũng rất là quan trọng, hầu như web nào cũng cần sùng phông đúng không. Giả sử chứ không có ra của mình nè, mình dùng tận 2-3 cái phông. Đầu tiên là cái phông này để cho nó đậm đậm nè, phông này để cho serif nè, và phông bình thường để hiển thị text, thì các bạn sẽ phải load phông rất là nặng. Thì đầu tiên là các bạn nên để reconnect. Reconnect tức là browser đọc nó sẽ biết là tao cần gọi tới những thằng này để tao lấy phông, tao lấy CSS nên tao sẽ reconnect. Các bạn sẽ phải optimize cái việc phông loading, không biết cách á, các bạn sẽ phải lấy rất là nhiều phông và nó load rất là lâu, các bạn phải optimize lại một chút. Ví dụ như đây là các bạn vào trang web của Google API này, nó sẽ đưa cho bạn một URL như thế này, các bạn bấm vào thì các bạn thấy này, nó có CSS rất là dài để mà nó load toàn bộ phông lên luôn. Chào chào quá trời quá đó không, đủ thứ phông từ tiếng Anh, tiếng Nhật, từ bao nhiêu kích cỡ luôn. Thì thay vào đó các bạn chỉ chọn những cái quay cần thiết thôi, các bạn chỉ chọn những cái test cần thiết thôi, nhưng mà mình chỉ hiển thị tiếng Việt thôi. Thêm cái test hàng đẹp trai chẳng hạn, là test gì đó thì nó sẽ hiển thị là tao chỉ cần những cái phông này và số lượng nhỏ thôi để hiển thị những cái thứ gì đó thôi. Thay vì lấy nguyên cục như thế này thì cục nó sẽ load tầm 30 cái phông, trong khi cái này các bạn chọn đúng thì nó chỉ load tầm 6-7 cái phông thôi, gọn hơn rất là nhiều. Một cái nữa là các bạn tự inline CSS luôn và header và các bạn tự host cái phông luôn. Ví dụ các bạn mà không làm vậy, khi các bạn mới vào nó sẽ load cái file này là lấy CSS, sau đó nó sẽ load thêm cái phông nữa tới server Google, và đôi khi server Google ở gần cái server Google ở xa không control được, ở đây thì mình bỏ cái CSS luôn hoặc mình tự host cái phông luôn. Giống như code của mình ở đây thì mình lại preload mấy cái phông này và mình bỏ nguyên cái cục này vào header của mình luôn để nó load cái phông này luôn, không cần phải gọi CSS ngoài. Và các bạn thấy đó là cái thời gian mà nó load mình cái phông này á thì chỉ tầm là vài chục millisecond thôi, thay vì nó gọi tới server Google có thể là tới tận là vài trăm hay 300 millisecond lận, là tiết kiệm rất nhiều thời gian. Một cái nữa đó là link prefetch, tức là các bạn sẽ lấy sẵn, giống như là khi mà bạn gọi cơm á thì quán sẽ chuẩn bị sẵn canh với lại banh chan với giá cho bạn vậy đó. Cái này là nó sẽ load sẵn một số trang liên quan luôn. Ví dụ như là khi mà mình vào cái trang thử AI á là nó load cái trang này rồi, nhưng nó sẽ load sẵn một số những cái trang liên quan, rồi các bạn bấm vào á thì nó sẽ load luôn mà nó không có cần phải load lại nữa. Thì ưu điểm á là nó sẽ làm chuyển trang mượt mà hơn và không bị delay. Mình làm thử cho các bạn coi nè, bấm vào trang này nha. Giờ giả sử mình tắt cái cache này ha, mình refresh lại trang thì các bạn thấy là nó load những cái trang như là API key thuật ngữ rồi nè. Rồi bây giờ mình bấm vào API key coi sao nè. Thì các bạn thấy đó, nó hiện là nó load prefetch cache, tức là load có 8 millisecond, nghĩa là nó load ở trong memory rồi, thay vì nó gọi trên server mất bao nhiêu millisecond thì nó gọi ở memory rất là tiện ha, hoặc là rate limit này thì là nó chỉ gọi từ prefetch rồi, nó chỉ tốn vài millisecond thôi, bấm là coi như là chạy local luôn. Thì đó là ưu điểm, nhưng mà nó cũng có những cái nhược điểm các bạn cần lưu ý. Đầu tiên á là nó sẽ tốn băng thông, tức là load tầm mấy cái này nhẹ không sao, nó mà nặng á nó tốn băng thông, nó sẽ tốn thêm tầm vài chục kilobyte nữa và nó sẽ tốn tài nguyên server luôn. Ở đây thì cũng mình nhẹ mình tha hồ load, ví dụ các bạn mỗi lần lên server nó phải gọi đi server rồi chẳng hạn, không có caching á thì các bạn dùng prefetch nó giống như tự redirect mình vậy đó. Và nếu các bạn làm những cái trang như là điểm view, điểm số lượng người vào một cái trang view của URL á thì có thể cái prefetch này sẽ làm cái điểm view nó bị sai. Do vậy thì các bạn có thể prefetch thay vì prefetch theo viewport, tức là những cái trong web, các bạn có thể prefetch theo hover, tức là khi mà các bạn đưa chuột lên á, thì nó mới prefetch thì nó sẽ chính xác hơn. Và nếu mà mobile hoặc là dùng 3G thì các bạn nên lưu ý là các bạn đừng nên prefetch hoặc là prefetch ít thôi, đây là cách để cho nó chạy nhanh hơn luôn. Thì sau khi mà các bạn chạy xong hết rồi, các bạn sẽ phải kiểm tra và test để xem là có thực sự chạy của mình nhanh hơn hay không. Thì các bạn kiểm tra như thế nào? Đầu tiên là các bạn có thể kiểm tra là dùng cái thằng PageSpeed Insight này, bấm vào á, các bạn có thể dán URL vào này, các bạn bấm analyze này, nó sẽ chỉ cho mình là mình có nhanh chưa, chậm chưa, hay là những cái gì mình cần phải optimize. Các bạn chờ một chút, nó sẽ test trên cả mobile lẫn desktop luôn. Ví dụ như ở đây này, ví dụ như là trên desktop thì mình được 100 điểm rồi, nhưng mà trên mobile thì còn những cái mình cần bổ sung, ví dụ như là mình cần giảm số lượng JavaScript lại, tại vì cái thằng post này là mình phải thêm analytics và để mình xem là những người dùng để vào trang mình như thế nào, mình không bỏ được, hoặc là mình phải bỏ những cái JavaScript dư thừa
thừa đi nè, ở CSS thì mình có thể bỏ vào đầu luôn nè, thay vì mình để CSS ở ngoài nè, thì nó rất là tiện, nó đánh giá được cái trang web là ổn chưa. Còn ví dụ như là đây này, nó quá chậm, tại vì sao vậy? Tại vì nó thấy là nó load rất là lâu nè, thì nó kêu là phải giảm thời gian JavaScript, JavaScript gì chạy tận 10 giây mới chạy xong JavaScript vân vân nè. Ngoài ra thì các bạn cũng phải test thực tế luôn, khi mà web nhanh á, trên mạng chậm nó cũng vẫn sẽ nhanh, còn web chậm á thì có thể trên mạng nhanh. Thôi ví dụ trang này nè, mình để tốc độ bình thường nha, mình load thì mình thấy nó cũng tạm tạm, trang này mình để tốc độ bình thường mình load thì thấy nó nhanh, nhưng mà người dùng họ sẽ không có lúc nào mạng có nhanh mà họ sẽ có thể dùng 3G, 4G như vậy. Thì mình để trang này là tốc độ 4G chậm đi ha, rồi mình refresh lại nè, nó ra cái cục sale nè, nhưng nó lâu tí tí luôn, tại vì cái phần này nó đang chạy để nó load cho cái file PNG hết gần 4 giây và sau đó nó đang load cái framework này, load mấy cái này nữa, load hoài chưa xong luôn và nó cứ hiện gì hoài thôi, tại vì nó cần load rất là nhiều thứ đó. Sau đó nó sẽ bắt đầu load những cái file framework này tận 13 giây để load 1MB JavaScript, sau đó thì nó chạy nãy giờ chạy gần 30 giây nó mới load ra được cái cục này. Đây là cái nhược điểm của CSR. Còn giả sử cái blog của mình nè cũng để là slow 4G đi cho giống bên kia đi ha, thì mình refresh lại thì vì là nó vẫn chậm, tức là hình vẫn từ từ đó, nhưng mà vì là mình đã load nguyên một cục HTML rồi á nên là nó vẫn hiển thị được, không cần phải chờ JavaScript. Và khi mà mình bấm vào một cái chẳng hạn nè thì nó vẫn load lên được và nó hiển thị ngay mà không cần phải chờ, mặc dù hình nó vẫn phải chờ rất là lâu nè. Hoặc là khi mình bấm ra lại nè thì nó vẫn chậm nhưng mà ít ra là nó không có phải chờ mà nó có content luôn. Hoặc là những cái trang này, như trang này tận 1MB JavaScript này ha, thì mình bấm vào nè thì nó load cũng khá ok vì nó đã có preload rồi và nó vẫn hiển thị được hết content. Nhưng mà những cái thằng này nè chẳng qua là nó chờ hình chưa xong JavaScript trong thì nó chưa load nhanh thôi. Thì các bạn phải test thực tế disable cat và các bạn chọn Kotlin để các bạn coi nó chậm như thế nào. Còn thực tế thì người ta không disable cat thì nó sẽ nhanh hơn rồi. Bấm phát là nó load luôn rồi, tại vì những cái này đã cat rồi ha. Đó thì các bạn test đủ điều kiện như vậy. Nãy giờ mình đã so sánh sơ rồi đó ha. Tấm cái chuông lại một chút, đó là những cái nãy giờ chỉ là tương đối thôi, tùy vào use case. Như thằng của mình mình làm một cái blog vui thì nó nhẹ thì nó nhanh không nói, nhưng mà với những cái layer phức tạp như cái landing page này của mình nè thì tất nhiên nó sẽ chậm hơn, tại vì là nó cần phải có những cái như là animation đồ nè, hoặc là mình cần video đồ nè, hoặc là cái gì đó thì nó sẽ chậm hơn, không thể nào mà mình làm thằng này mà nó nhanh như cái blog của mình được. Hoặc ví dụ như là mình dùng cái blog cũ mình dùng trên một cái nền tảng là WordPress thì mình cũng hơi khó optimize, nó có nhiều ảnh mà cũng không thể optimize cho nó chạy nhanh như một cái blog mình code từ đầu tới cuối được. Hoặc là như là thằng Sendo mình nãy giờ mình lấy ví dụ vậy thôi, nhưng thật ra mình không hề chê cái team dev, tại vì team dev họ có thể là họ cần nhiều ảnh, nhiều tính năng, họ có PM đồ và họ có một cái cấp bao như vậy nên là họ chậm, không phải là vì team dev không có khả năng mà do nhiều cái yếu tố khác nhau đồ nữa. Tôi chỉ là tương đối thôi, quan trọng nhất các bạn phải cân bằng giữa tốc độ và tính năng nữa. Size load nhanh nhưng quan trọng là ảnh ok, rồi tính năng cho người dùng rồi nó nhanh nó mượt rồi nữa ha. Đó, đây là cũng kết thúc đó, thì mình quảng cáo thêm 30 giây đó là gần đây mình có ra một cái khóa học luôn tới AI, giống như các bạn cách để mà code generative AI và sử dụng nó vào công việc hàng ngày luôn. Thì bản thân mình cũng dùng AI rất là nhiều cho công việc, như là mình viết một cái draft và mình nhờ nó cho mình một cái script như thế này. Cái slide này là mình cũng đưa bản draft của mình và nhờ nó để nó tạo ra một cái file slide dev như thế này để mà hiển thị ra slide cuối cùng cho các bạn luôn. Hoặc là những cái như các bạn thấy là nãy giờ mình dùng những cái diagram á, còn không phải mình tự vẽ mà mình nhờ nó vẽ cho cái mermaid diagram mà mình bỏ vào để hiển thị và mình sửa lại. Cái AI nó giúp mình rất là nhiều và mình nghĩ là các bạn khác cũng có thể dùng AI để giúp các bạn làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn, tự code để mà tận dụng nó luôn. Thì nếu bạn xem tới đây chắc là bạn cũng là một con người rất là chịu khó siêng học, chịu tự học này ha, thì mình giới thiệu khóa học lập trình AI như thế này, các bạn có thể vào xem thử nè. Nó mình có chia sẻ về lộ trình học nè, có điều các bài và đánh chung là các bạn sẽ có tầm 10 dễ là các bạn code để các bạn tận dụng AI thực tế vào tạo ảnh và dùng những cái phức tạp hơn như là function calling rồi embedding này nọ luôn. Thì có 3 gói giá và nếu các bạn nào mà học khá cao nhất á thì bọn mình sẽ chấm bài, chấm đồ án rồi vân vân luôn và hỗ trợ support trong quá trình các bạn học luôn. Các bạn quan tâm thì các bạn vào học code.ai.com ở trên này để các bạn xem thử. Đó, tới đây là hết rồi đó. Hẹn lại các bạn vào cái blog kỳ sau nha.